Bài học Kinh Thánh: Tại sao dân của Chúa thường bị ghét bỏ trên thế giới? Kính thưa quý vị, lịch sử đã cho thấy rằng tại nhiều thời điểm khác nhau trong vòng 1.700 năm qua, người Do Thái đã bị trục xuất khỏi hơn 80 quốc gia khác nhau. Tại sao thế giới lại ghét người Do Thái? Tại sao chủ nghĩa bài Do Thái lan tràn trên nhiều quốc gia? Người Do Thái có gì xấu? Các nhà sử học và các chuyên gia đã kết luận có ít nhất 6 lý do khác nhau. Lý do thứ nhất, giả thuyết chủng tộc. Người Do Thái bị ghét bởi họ là một tộc người thấp kém. Lý do thứ hai, giả thuyết về kinh tế. Người Do Thái bị ghét bởi họ sở hữu quá nhiều của cải và quyền lực. Lý do thứ ba, giả thuyết người ngoại. Người Do Thái bị ghét bởi họ khác biệt với những người khác. Lý do thứ tư, giả thuyết con dê gánh tội, hay còn được gọi là vật tế thần, scapegoating. Người Do Thái bị ghét bởi họ là nguyên nhân cho tất cả các vấn đề của thế giới. Lý do thứ năm, giả thuyết giết Chúa. Người Do Thái bị ghét bởi họ đã giết Chúa Giêsu Christ. Lý do thứ sáu, giả thuyết dân được chọn. Người Do Thái bị ghét bởi họ kiêu ngạo tuyên bố rằng họ là dân được lựa chọn của Đức Chúa Trời. Vậy, những giả thuyết này có cơ sở nào không? Về thuyết chủng tộc, sự thật là Do Thái không phải là một chủng tộc. Bất kỳ ai trên thế giới với làn da, tín ngưỡng hay chủng tộc nào cũng có thể là người Do Thái. Giả thuyết kinh tế cho rằng người Do Thái giàu có cũng không thuyết phục. Lịch sử cho thấy từ thế kỷ 17 cho đến thế kỷ 20, đặc biệt ở Ba Lan và Nga, người Do Thái rất nghèo khổ và hầu như không có ảnh hưởng gì đến hệ thống kinh doanh hay chính trị. Về giả thuyết người ngoại, trong thế kỷ 18, người Do Thái đã cố gắng hết mình để đồng hóa với phần còn lại của châu Âu. Họ đã hy vọng rằng sự đồng hóa sẽ khiến chủ nghĩa bài trừ Do Thái sẽ mất đi. Tuy nhiên, họ lại bị thù ghét nhiều hơn bởi những người tuyên bố rằng người Do Thái sẽ lây nhiễm các gen hạ cấp của họ đến chủng tộc của những người này. Điều này đặc biệt đúng ở Đức trước Thế chiến thứ hai. Về giả thuyết vật tế thần hay là con dê gánh tội, scapegoating. Thực tế là người Do Thái vẫn luôn bị ghét, khiến cho họ trở thành một mục tiêu thuận tiện. Về ý tưởng của giả thuyết giết Chúa Giêsu, Kinh Thánh nói rõ ràng rằng người La Mã là những người đã thực sự giết Đức Chúa Giêsu, mặc dù người Do Thái đã tham gia làm kẻ đồng lõa. Mãi tới vài trăm năm sau đó, người Do Thái mới bị xem là kẻ giết Chúa Giêsu. Người ta thắc mắc rằng tại sao người La Mã không bị ghen ghét. Chính Đức Chúa Giêsu đã tha thứ cho người Do Thái ở trong Luca đoạn 23 câu 34. Xin Cha tha tội cho họ bởi vì họ không biết điều mình làm. Ngay cả Vatican cũng đã giải phóng cho người Do Thái khỏi cáo buộc đã giết Chúa Giêsu vào năm 1963. Tuy nhiên, cả hai tuyên bố này đều không làm giảm chủ nghĩa bài trừ Do Thái. Về giả thuyết, người Do Thái tuyên bố rằng họ là dân được lựa chọn của Đức Chúa Trời. Người Do Thái ở Đức đã từ bỏ sự được lựa chọn của họ trong phần sau của thế kỷ 19 để có thể đồng hóa tốt hơn vào văn hóa của Đức. Tuy nhiên, họ vẫn phải chịu vụ thảm sát Holocaust. Ngày nay, một số tín đồ Tin Lành và Hồi giáo tuyên bố rằng họ là dân được chọn của Đức Chúa Trời. Nhưng phần lớn, thế giới chấp nhận số tín đồ này và vẫn ghét người Do Thái. Điều này đưa chúng ta đến nguyên nhân chính khiến cho cả thế giới ghét bỏ người Do Thái. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng, vì tôi ước ao có thể chính mình bị nguyền rủa và dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho anh em là đồng bào của tôi, tức là người Israel, dân được hưởng danh phận con nuôi, vinh quang, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân được sinh ra bởi các tổ phụ và từ dòng dõi này, về phần xác, đã sinh ra Đấng Christ, đấng trên hết mọi sự, là Đức Chúa Trời đáng được chúc tụng đời đời. Roma đoạn 9 câu 3 cho đến câu thứ 5. Sự thật là cả thế giới ghét bỏ người Do Thái vì cả thế giới đã ghét bỏ Đức Chúa Trời. Người Do Thái là con đầu lòng của Chúa và là dân Ngài đã chọn. Bởi ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi. Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài. Phục truyền đoạn 14 câu thứ 2. Qua các tổ phụ, các tiên tri và đền thờ Do Thái, Thiên Chúa dùng người Do Thái để trao truyền lời của Ngài, luật pháp và đạo đức đến thế giới tội lỗi. Ngài đã sai con của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ đến trong hình hài của một người Do Thái để chuộc lại thế giới tội lỗi. Satan, chúa của đời này, đã đầu độc tâm trí con người
với sự hận thù người Do Thái của hắn. Xem Khải Huyền đoạn 12 diễn tả một cách ẩn dụ về sự hận thù của Satan là con rồng đến dân Do Thái. Satan đã cố gắng quét sạch người Do Thái qua người Babylon, người Ba Tư, người Assyria, người Ai Cập, người Hê-tít và Đức Quốc Xã. Hơn 6 triệu người Do Thái đã bị tàn sát ở trong các trại tập trung của Đức Quốc Xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng Satan luôn thất bại. Chúa chưa xong việc với Israel. Trong Kinh Thánh, sách Roma đoạn 11 câu 26, cho chúng ta biết rằng một ngày, cả Israel sẽ được cứu, và điều này không thể xảy ra nếu Israel không còn nữa. Vì thế, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ người Do Thái cho tương lai, cũng như cách Ngài đã bảo tồn phần còn lại của họ trong suốt lịch sử, cho đến lúc kế hoạch của Ngài được trọn vẹn. Không gì có thể cản trở kế hoạch của Chúa dành cho Israel và dân Do Thái. Ngày nay, mỗi tín hữu có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ đều là những người Do Thái thuộc linh. Chúng ta được Đức Chúa Trời xem như là một dòng dõi được lựa chọn, là chức thánh tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng chép, như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy, anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Galati đoạn 3 câu 6 cho đến câu thứ 7. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa. Còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì. Nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giu-đa. Phép cắt bì bởi trong lòng làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Roma đoạn 2 câu 28 cho đến 29. Tuy người tin lành chúng ta chưa bao giờ bị tàn sát hoặc bị bắt hại dã man như người Do Thái đã từng trải qua trong lịch sử, nhưng lời Chúa cho biết trước rằng sẽ có một thời kỳ mà nhiều người sẽ kỳ thị và ghét bỏ chúng ta vì cớ đức tin của chúng ta nơi Chúa. Càng gần đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại thì điều này sẽ càng xuất hiện rõ ràng hơn. Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Matthew đoạn 24 câu thứ 9. Chúng ta có thể lý giải cho việc tại sao người có đức tin nơi Chúa lại luôn bị người đời ghét bỏ. Đó là vì chúng ta không thuộc về thế gian, và thế gian ghét bỏ Đức Chúa Trời nên họ cũng ghét bỏ chúng ta. Như Chúa Giêsu đã từng nói, ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đại các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Giăng đoạn 15 câu 18 cho đến 21 và câu 23. Nhưng khi chúng ta càng bị người ta ghét bỏ và bắt bớ vì có đức tin của chúng ta nơi Chúa, chúng ta sẽ càng được phước. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Matthew đoạn 5 câu 11 cho đến 12. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó, hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Luca đoạn 6, câu 22 cho đến 23. Hoạn nạn và bắt bớ sẽ khiến cho con dân Chúa càng được phước và càng sinh sôi nảy nở ra trong ơn của Chúa. Như trong thời kỳ dân Israel cư ngụ trong xứ Ai Cập, vua Pharaoh càng bắt dân Israel làm việc khó nhọc chừng nào, thì dân Israel càng thêm nhiều và tràn ra nhiều chừng ấy. Trong thời kỳ hội thánh đầu tiên bị bắt hại, các tín hữu càng bị bắt bớ, thì đạo của Chúa càng tràn ra nhiều chừng ấy. Điều này đã được chứng minh bởi lịch sử. Bắt bớ chỉ là cái cớ để Đức Chúa Trời có thể ban phước cho dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời có chương trình tốt lành dành cho sự phát triển tâm linh của chúng ta khi chúng ta trải qua những khó khăn nghịch cảnh. Vì chỉ khi trải qua những khó khăn nghịch cảnh, chúng ta mới học được những bài học đầy giá trị của Chúa. Bông trái nhịn nhục của Đức Chúa Giêsu sẽ được sản sinh trong đời sống chúng ta khi phải chịu đựng những nghịch cảnh và thử thách. Hỡi anh em,
Hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Gia Cơ đoạn 1 câu 2 cho đến câu thứ 4. Những nhát búa của nghịch cảnh sẽ giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta được gắn chặt hơn vào trong mảnh gỗ của đức tin và sự nhịn nhục. Do đó, là người thuộc về Chúa, chúng ta hãy yêu thương và tha thứ cho những người đã từng bắt bớ và gạt bỏ chúng ta. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Matthew đoạn 5 câu 43 cho đến 45. Cho dù dân của Chúa tuy có vẻ nhỏ bé và ít ỏi so với những giống dân diền dàng và đông đúc khác trên thế giới, nhưng không một kẻ thù nào có thể diệt sạch được dân Do Thái của Ngài. Điều này cho chúng ta thấy được sự quan phòng và bảo vệ của Chúa thường trực trên dân của Ngài lớn lao như thế nào. Trong mọi sự khó khăn và thử thách, Ngài sẽ không để chúng ta phải chịu đựng quá sức mình đâu. Nhưng trong mọi sự, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 10, câu 13. Chúng ta sẽ được kinh nghiệm một mức độ thuộc linh cao hơn và tươi mới hơn trong ơn của Chúa sau mỗi lần vượt thắng được những nghịch cảnh. Và đừng bao giờ quên rằng, sau cơn mưa, trời lại sáng. Nhớ lời hứa của Chúa đã hứa trước khi về trời. Và này, ta thường ở cùng với các ngươi luôn, cho đến tận thế. Matthew đoạn 28 câu thứ 20. Amen. Bạn ơi đừng chán nữa, hãy quên đi buồn đau, hãy phó bao thương đau lên Chúa nhân từ. Ngày vui sẽ sớm đến, bóng đêm sẽ dần tan, ánh sáng của ban mai tỏa sau đêm dài. Dù đời này tối đen, chớ nên lo ngại chi, Chúa ở với ta luôn, không thiếu thốn gì. Quên lời hứa xưa, trước khi lên trời cao, Chúa phán chớ lo chi, có ta ở cùng. Nhìn lên nơi cứu Chúa, hãy tin theo Ngài đi, phó hết cả tương lai cho Chúa dẫn đường. Ngài không xa cánh mãi, dẫu không ai nhìn thấy, có Chúa ta vui thay, hát ca đêm ngày. Ngày mai trời sáng tươi, Chúa đem ta đời mới, bởi vững tin Giê-xu, lòng hán bồi hồi. Rồi đây dù chiến tranh khó khăn đến dọa dẫm, vẫn thấy tâm an vui, Chúa ta ở gần.